Hôm nay em sẽ hướng dẫn cho quý khán giả cách tạo ra những cái video bằng chữ viết như thế này. Anh chị có thể lồng những cái hiệu ứng đẹp mắt vào để anh chị chia sẻ trên những cái trang cá nhân cũng như là mạng xã hội. Cái cách này thì anh chị có thể là đăng những cái dòng trạng thái tâm tư hoặc là chia sẻ về vấn đề giáo dục, tín ngưỡng, hoặc là anh chị có thể chia sẻ những cái kiến thức của mình. Và nếu như anh chị nào làm bài bản thì anh chị còn có thể kiếm được tiền từ YouTube nữa. Anh chị thấy đây là một trong những cái video nó rất là đơn giản thôi, nhưng nó mang tới một cái cảm nhận rất là đẹp dành cho người xem. Và cũng xin lưu ý với anh chị là anh chị nào mà đăng lên trên YouTube á, thì trong quá trình thực hiện video này anh chị không nên lấy âm thanh từ trên ứng dụng khác, mà anh chị có thể dùng một cái âm thanh bản quyền từ YouTube để anh chị chèn vào nhằm để anh chị kiếm tiền. Đây thực ra là một cái video nha anh chị, chứ không phải là một cái hình ảnh đâu. Anh chị thấy là nó là một cái video bài bản chứ nó không phải là một cái hình ảnh. Khi mà anh chị tạo ra một cái video ngắn như thế này á, anh chị có thể nói lại, nghĩa là anh chị dùng nhiều cái video ngắn anh chị nói thành một cái video dài để cho người xem, người ta xem hết những cái chia sẻ của anh chị rất là hay luôn. Và cách thực hiện rất là đơn giản như sau. Cách để tạo ra một cái video bằng chữ viết kèm nhiều hiệu ứng thì anh chị vào trong ứng dụng TikTok. Ở đây thì anh chị bấm vào dấu cộng. Anh chị tích sang một văn bản. Ở dưới cùng ngay chỗ này nó có một văn bản, anh chị chọn vào đây. Và anh chị dán những cái đoạn văn bản vào. Em lấy ví dụ, thay vì anh chị phải ngồi viết từng chữ thì anh chị nên soạn sẵn hoặc là copy ở đâu đó. Thì ở đây em đã copy ở ghi chú rồi. Em nhấn và em chọn hết những cái dòng chữ này. Sau đó thì em dán vào trong đây. Nếu mà anh chị ghi ngắn gọn thì anh chị có thể ngồi ghi, hoặc là anh chị bấm vào cái mic anh chị nói là nó tự ghi cho anh chị luôn cho nhanh nha anh chị. Đây, và em kéo lên để tăng cái cỡ chữ. Ở đây á, thì khi mà cái cỡ chữ nó nằm ở đây á, anh chị có thể là bấm chọn vào đây để anh chị chọn kiểu chữ. Đây là chọn cái phông chữ. Ở đây là anh chị chọn cái màu chữ. Anh chị thích chọn màu nào anh chị chọn. Rất là nhiều cái để anh chị chọn luôn. Còn cái chữ A này á, là anh chị tô những cái màu chữ cho nó đẹp mắt như thế này. Anh chị chọn thế nào thì tùy anh chị, miễn sao anh chị thấy hợp lý, đẹp mắt là được. Bây giờ thì anh chị bấm xong. Ở cái mục xong này nè, khi mà anh chị bấm xong á, thì cái dấu tròn này á, là anh chị chọn màu nền. Anh chị bấm vào đây chọn màu nền nè. Anh chị chọn cái màu nền nào mà anh chị yêu thích. Sau khi anh chị chọn màu nền xong á, thì anh chị làm thêm nhiều cái hiệu ứng như sau. Ở trên cái hình tròn này có cái hình mà giống như cái mặt người cười ở đây, anh chị bấm vào. Ở đây là nhãn dán. Anh chị thấy ở dưới này nó có rất là nhiều nhãn dán luôn. Đây là tầng 1 ở đây này, rất là nhiều nhãn dán luôn. Anh chị thích một cái nhãn dán nào thì anh chị chọn. Ví dụ như em chọn một cái lọ hoa này chẳng hạn. Cái lọ hoa này khi chọn xong anh chị lau đi đâu cũng được. Anh chị có thể chọn cái màu nền thích hợp với từng cái biểu tượng của anh chị chèn vào đây. Ví dụ như em chọn như thế này. Mặc định cái này anh chị lau đi đâu cũng được. Nếu mà anh chị không thích thì anh chị lau lên trên để anh chị xóa nè. Anh chị chọn vào đây. Anh chị chọn những cái tích cơ mà anh chị yêu thích. Anh chị chọn. Em sẽ chọn một vài cái em làm tham khảo cho anh chị nè. Anh chị chọn một vài cái làm tham khảo. Sau đó anh chị chọn vào đây. Anh chị chọn vào trong cái giống như là cái pháo hoa ở đây nè. Anh chị sẽ thấy ở đây nó có rất là nhiều hiệu ứng tung pháo hoa lên rất là đẹp. Anh chị thấy ở đây nó tung pháo hoa nè. Anh chị có thể zoom ra. Này, đấy.
anh chị thấy nhìn nó rất là đẹp luôn. Hoặc là anh chị zoom nhỏ lại, tùy theo anh chị thích. Còn nếu mà anh chị mà thử mà anh chị không bưng thì anh chị kéo bỏ, và anh chị chọn vào cái mặt cười này, anh chị chọn những cái hiệu ứng lấp lánh, anh chị chọn nhiều lên, và sau khi anh chị thấy cái nào thích hợp thì anh chị để. Anh chị cứ chọn đại, cái nào anh chị yêu thích thì anh chị để, còn không thì anh chị cứ kéo lên trên anh chị xóa thôi. Khi mà anh chị chọn như thế này xong á thì nó rất là đẹp luôn. Nó rất là đẹp. Đây là hiệu ứng khơi nha anh chị. Và sau khi anh chị chọn xong hết á thì ở đây nó có một cái mục gọi là âm thanh. Anh chị bấm vào đây để anh chị chọn những cái âm thanh yêu thích, hoặc là anh chị tìm kiếm âm thanh ở đây. Ở đây là vì vấn đề bản quyền nên thành ra là em không có bật âm thanh lên. Anh chị chọn âm thanh xong, anh chị tích vào chỗ đỏ này là nó sẽ thêm âm thanh ở trên này. Nếu như mà anh chị không thích âm thanh á thì anh chị dùng cáp kết, anh chị thêm âm thanh ở bên ngoài vào bằng cách là anh chị bấm vào dấu chéo ở đây, anh chị bỏ cái âm thanh này đi. Thì khi mà anh chị tạo như thế này á thì nó sẽ ra một cái video rất là hoàn chỉnh. Anh chị tạo xong anh chị có thể chọn màu nền này, anh chị chọn cái nào cũng được. Sau khi á mà anh chị làm xong những cái hiệu ứng mà anh chị yêu thích á thì bắt đầu anh chị bấm lưu về bằng cách là anh chị bấm vào mũi tên ở đây. Ở đây nó có cái mũi tên chỉ xuống đất, anh chị bấm vào đây, nó sẽ lưu video này về. Nó sẽ không có bị dính logo. Nếu như anh chị nào rảnh á, anh chị có thể làm nhiều cái video, sau đó anh chị dùng phần mềm anh chị nối lại. Đây ví dụ như đây anh chị tạo ra một cái video này, nó không có dính logo gì cả, rất là hay luôn. Và đây là cái ứng dụng TikTok, nên khi mà anh chị bấm đăng lên bản tin đó thì nó sẽ lên TikTok. Anh chị vào trong TikTok anh chị xem nha anh chị. Anh chị bấm vào dấu tròn ở đây để anh chị chọn những cái màu nền đẹp mắt tùy theo sở thích của mỗi người. Bây giờ thì em sẽ đăng lên bản tin. Sau khi đăng lên bản tin đó thì anh chị thấy là ở đây nó sẽ có một cái mục bản tin ở đây. Nó đang đăng nha anh chị. Khi mà nó đăng xong á thì anh chị sẽ thấy nó có những cái video kiểu như thế này. Kiểu như thế này nè. Bây giờ thì nếu mà anh chị muốn đăng một cái video có cái chữ nó gời ra để cho đẹp thì anh chị có thể là bấm vào văn bản. Sau khi anh chị viết nội dung xong ở đây á thì anh chị có thể là mỗi một cái như thế anh chị khoảng cách ra. Khoảng cách cho nó trống ra như thế này. Tại vì mặc định thì cái này nó dài lắm. Cái hình của nó là 9.16 mà. Anh chị có thể thêm những cái sticker ở đây nha anh chị. Anh chị có thể thêm những cái sticker vào đây bằng cách làm như thế này. Anh chị làm nó gời gạc ra như thế này thì nó sẽ đẹp hơn. Những cái chấm phẩy á, nếu mà anh chị không cần á, thì anh chị sửa bài bản thì anh chị làm cho nó mắt nó đi. Sau khi á anh chị chỉnh tới đây nè, và anh chị muốn nhấn mạnh cái chỗ tiêu đề này á, thì anh chị có thể thêm cái sticker vào, thêm cái sticker trên cái bàn phím của điện thoại anh chị vào. Điện thoại nào nó cũng có sticker nha anh chị. Anh chị có thể thêm cái sticker vào để nhấn mạnh ở đây. Thì khi mà anh chị làm như thế này á thì anh chị chọn màu nền hay là anh chị chọn hiệu ứng á, anh chị làm hiệu ứng gì nó cũng đẹp hết. Bây giờ em sẽ chọn nhiều hiệu ứng luôn. Đây. Chọn nhiều hiệu ứng. Và bảo đảm với cái cách làm này thì nó sẽ mang tới một cái video rất là đẹp. Nhìn vô là anh chị thích liền. Đây, anh chị thấy rất là đẹp luôn. Anh chị ở đây là anh chị có vô vàn những cái sticker ở đây luôn. Anh chị chọn, đây là biểu tượng cảm xúc nè. Còn ở đây là những cái hiệu ứng, những cái sticker, anh chị có thể chọn cái nào cũng được. Rất là nhiều. Em thử chọn một cái máy bay nè. Đây, em chọn để anh đây. Sau đó thì anh chị còn có thể chọn thêm một cái bông hoa. Ví dụ như ở đây anh chị tìm kiếm một cái bông hoa chẳng hạn. Bây giờ anh chị tìm kiếm một cái bông hoa chẳng hạn như cái lá này cũng vậy. Đó, anh chị bỏ vào đấy luôn. Hoặc là anh chị kéo xuống dưới nè. Sau đó thì anh chị bấm vào cái mũi tên anh chị lưu. Ở đây là chọn âm nhạc, anh chị nên nhớ là ở đây luôn luôn có âm nhạc. Anh chị có thể chọn vào đây để anh chị thay đổi âm nhạc theo sở thích. Âm nhạc trong
TikTok thì vô vàng luôn. Nhưng mà anh chị đăng lên trên YouTube là nó dính bản quyền nha anh chị. Nếu mà anh chị nào mà đăng YouTube thì em sẽ có video hướng dẫn sau. Bây giờ thì anh chị bấm lưu nè. Sau khi lưu xong á thì anh chị sẽ thấy nó rất là đẹp luôn. Anh chị có thể dùng cái video này đăng lên Zalo nè, Facebook nè, TikTok nè, Instagram, YouTube vân vân, và lợi dụng cái tính năng này trên TikTok để kiếm tiền trên YouTube rất là tuyệt vời. Khi tạo xong nó sẽ ra một cái video như thế này. Và nếu anh chị nào dùng iPhone á thì anh chị có một cái cách mà anh chị viết chữ rất là nhanh, cũng như là anh chị dùng Samsung thì anh chị cũng có một cách rất là nhanh. Anh chị vào trong Google, anh chị tìm kiếm những cái status hay, ví dụ như là lời hay ý đẹp. Sau khi anh chị chọn lời hay ý đẹp thì anh chị bấm qua, ở đây nó có một tất cả nè, anh chị bấm qua cái một hình ảnh. Thì trong một hình ảnh này nó sẽ có rất là nhiều lời hay ý đẹp ở trên đây. Ở trong đây rất là nhiều lời hay ý đẹp luôn. Thì anh chị chọn cái lời hay ý đẹp nào mà anh chị yêu thích thì anh chị bấm vô. Sau đó anh chị lưu tấm hình này về. Sau khi lưu tấm hình về á thì anh chị mở cái mục ảnh ra. Ở trong cái mục ảnh á nó sẽ có cái tấm hình. Thì trên iPhone nó sẽ có một cái hình ô vuông đây nè, để nó quét chữ. Sau khi nó quét chữ thì anh chị nhấn giữ. Anh chị kéo tới cái phần mà anh chị muốn copy, sau đó anh chị bấm sao chép. Ở đây thì khi mà anh chị vào trong TikTok thì anh chị không có cần làm gì hết, mà anh chị hủy thì anh chị bấm vào văn bản. Khi anh chị bấm vào văn bản thì anh chị bấm vào, anh chị dán cái nội dung vào. Lúc này thì nó ra chữ cho anh chị rồi. Nó rất là đơn giản luôn. Samsung nó cũng có tính năng này nha anh chị. Hoặc là anh chị bấm vào cái mic nó nói, anh chị không cần phải bấm tay. Gia Huy 93 xuống dòng. Cách làm video bằng chữ viết chuyên nghiệp. Đó, ví dụ anh chị làm như thế này. Sau đó thì anh chị chỉnh theo ý thích và anh chị bấm lưu về thôi. Đây là cái cách mà làm nhanh nhất, thay vì anh chị phải gõ bàn phím từng cái như thế này rất là mất thời gian. Và một chia sẻ nhỏ với anh chị nữa là để anh chị tạo ra một cái video hấp dẫn thì anh chị có thể tham khảo những cái nội dung từ những cái trang web. Anh chị có thể vào Google anh chị tìm kiếm, sau đó anh chị tìm kiếm những cái nội dung hay, anh chị soạn thảo. Cái nào mà vừa ý của anh chị thì anh chị có thể dùng những cái nội dung đó và anh chị tạo ra một cái video bằng chữ viết cực kỳ chuyên nghiệp. Thật ra thì mỗi người có mỗi một tính sáng tạo khác nhau. Khi em làm cái video này thì đây là một trong những cái video cơ bản em muốn hướng dẫn cho anh chị thôi. Chứ còn nếu mà anh chị muốn có thời gian mà anh chị làm từng chút một, chăm chút vào video thì anh chị sẽ tạo ra một những cái video phải nói là hoàn hảo luôn. Nó đẹp gấp nhiều lần những cái video em hướng dẫn ở đây. Đây là một trong những cái video mà em hướng dẫn tạm thời và cơ bản để giúp anh chị tạo ra những cái video hoàn chỉnh hơn. Nên chắc chắn một điều là với những cái tính sáng tạo của mỗi người thì anh chị sẽ tạo ra nhiều video hấp dẫn. Anh chị tạo ra hay thì anh chị có thể đăng lên trên những cái trang mạng xã hội chia sẻ với mọi người. Và video nói đây là hết. Nếu anh chị nào thấy hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ em. Em xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý khách và quý khán giả trong video tiếp theo. Chúc tất cả quý khách một ngày thật tốt lành.